Chào quý cô chú anh chị, hôm nay em làm video này là về cây mận cầu dai ha, gọi hay thường gọi là na dai. Theo miền Bắc Hà Nội thì gọi là na dai. Em trồng trong chậu và mùa lạnh thì em đem vào nhà, nhưng mà khi mùa nắng mùa xuân thì em đem ra và em bón phân như thế nào. Em sẽ chỉ ở cái cuối video là có cái loại phân em sẽ để ở cuối video ha. Còn bây giờ là em chỉ mọi người về mà mình tỉa lá nè, để mà bớt lá đi, để mà mình cắt tỉa để cho cái mùa vụ là lần 2, để cây ra bông vào đợt 2 mình tỉa cái phơm cho ra bông đấy. Em đã tỉa và làm ra được một cái trái nhỏ nhỏ rồi đó, không biết là nó có đậu hay không, nhưng mà nó đã ra thêm trái nhỏ rồi đó. Đó, mình tỉa bớt lá như vậy nè, mình không có tiếc là lá nó, mình thấy nó xum xê quá mình thấy thương, nhưng mà nó nhiều lá và nó ăn hết chất dinh dưỡng, mình phải là mình tỉa bớt ha, mình lặt bớt lá. Mà cái mà đọt nào nè, đây là đọt là em đắt cả tạo ra cái phơm lần thứ hai á, để cho nó ra bông. Mình cắt một khúc và mình lặt hết lá thì nó sẽ mọc lá mới và nó sẽ ra bông. À, tiếp tục ra bông mình như vậy. Thì cái mà đó, cái này nè thì mình không có nên là mình để, mình cho làm cho cây nó gọn lại, hoặc mình tỉa bớt cho nó gọn lại hết, để mà nó có thể là giữ chất dinh dưỡng. Một là cho trái mình bự nè, nhanh bự là mình được ăn sớm, còn nó sẽ ra tiếp tục vào đợt thứ hai. Đợt thứ hai em tạo như vậy đó, em cắt đi một đoạn, cắt đi một đoạn thì nó sẽ ra. Mà mình cắt xong rồi mình phải lặt lá nha, mình để chừa khoảng tầm 3 đến 4 in thì mình chừa như vậy thì nó sẽ lú cái mầm mới ra. Mầm mới ra thì nó sẽ tạo ra cái bông mới. Này, em cắt xong dở ra đọt non thì nó sẽ ra bông, ba bông mới nữa. Bắt đầu nó ra tiếp tục vào bông mới. Thì bông mới này chi mà nó nếu mà nó đậu trái thì vẫn chừng tháng 10. Tháng 10 mình mới được ăn ha. Tháng 10 đến tháng 11 là mình mới được ăn. Còn bây giờ là mình đã sắp chuẩn bị ăn được ăn mùa này rồi nè. Bây giờ là trái nó là lớn rồi, có trái thì được hái rồi. Đó, có trái thì ba em được hái được 1-2 trái rồi. Đó. Còn cây năm nay á, là trái hình như mận cầu năm nay là nhà em thì rất là sai trái nha. Cây này mới trái thôi mà nó đã cũng được 6-7 trái rồi, mới lần đầu tiên nó trái đó. Đó, mình lặt bỏ nha, mình mấy cái nhánh này là một cái nhánh yếu, mình nhìn thấy nó nhỏ xíu và mình không, nó sẽ không bao giờ đậu trái đâu, mình cứ lặt bỏ nó đi để nó chừa lại chất dinh dưỡng cho những cái cành phôi bự, chứ còn mà mình để nữa thì nó sẽ nuôi hết, cây nó sẽ bị yếu nha, cây nó sẽ bị yếu đi. Cho nên mình phải cắt bỏ. Thấy cái này nè, mình cắt khoảng chừa lại nhiêu nè, đó, mình chừa lại từ cái cành bự tới mình cắt bấy nhiêu, nó khoảng chừng như 3 đến 4 in á. Để mình chừa lại. Sau đó là mình lặt hết lá để bắt đầu á, mình nó 3-4 ngày sau nó sẽ lú một cái mầm lên lại. Nó sẽ là ra bông. Cái bông này mình cũng nếu mà nó đậu trái thì mình sẽ ăn được vào thu hoạch vào tháng 10, tháng 11 ha. Còn bây giờ thì nó mới bắt đầu ra bông thôi. Đó. Thì hôm nay là em tỉa ra những cái cây nào, những cái nhánh nào á, cái tán lá nào mà mình cảm thấy không đẹp mình cắt bỏ đi, mình đừng để dành. Tại vì mình để dành nó là nó sẽ ăn hết chất dinh dưỡng cho cây. Nó ăn mà ăn nhiều chất dinh dưỡng cho những cái lá thì nó dinh dưỡng nó không có cho trái được. Nhưng mà cho trái như vậy á thì á, trái nó sẽ dễ bị là héo. Đó. Không phải là không đủ nước, nhưng mà nó nhiều nước nhưng mà không đủ dinh dưỡng nên nó héo, nó héo đi. Đấy, một trái là nó sẽ héo như vậy nè. Nó sẽ bắt đầu rụng, trái nó lớn nhưng mà nó không đủ chất dinh dưỡng, nó cũng sẽ rụng bình thường thôi. Đó. Thế bây giờ là những cái chậu 7 cái lông của em á, thì nó vẫn có trái bình thường nha. Nếu nó trái thì năm đầu tiên thì em chỉ cho một trái thôi, hoặc có khi em lặt bỏ luôn, tại vì nó còn nhỏ mà năm nay nó mới bắt đầu lớn nè. Nó đây là chậu 7 cái lông nè,
chậu 7 ga lông của em nó ra bông này, nó đang ra bông á, nhưng mà em á là tính nó không có cho nó đậu trái đâu, tại vì nếu mà đậu cho nó đậu trái á thì nó lại cây nó còi, nó không có lớn được. Bây giờ năm nay nó vậy thì mình để cho nó thông thả, cái mình nuôi nó năm sau á thì nó sẽ trái nhiều hơn, nó mạnh hơn. Bây giờ mình cho mình nuôi nó một trái thì cũng ok, cho có văn nghệ là biết là nó đã đậu trái, nó đã có trái. Nhưng mà em á, những cái cây nào em để lại á thì thường á là em sẽ cắt quả bông hết, em không có để lá, em không có để bông để mà nó nuôi thân cây cho mập lên á. Đó, cái này á là nó thiếu nước nè, ngọn này là thiếu nước đó, tại vì ngọn mà nó đen á là nó không có lên được là thiếu nước. Em giục nó xuống cái chậu đó trong nước đó để cho nó ngâm nước nó luôn mà em mới bưng ra. Đó là cái đọt này á, cái đọt cao như vậy nè, nó đọt nó cao như vậy nè thì là nó sẽ là đủ nước đó, đủ nước, cái này là đủ nước đó, đủ nước. Còn mà đọt nó đen á, nó đen nè, đen như này nè, nó như này nè là nó sẽ này là nó sẽ thiếu nước. Mấy cái lá thứ này á là em sẽ hái hết nè, em không có để dành đâu, tại vì để nó nhiều lá quá là nó yếu cây thôi. Mấy cái tán này mình cảm thấy không đẹp á thì mình cứ tỉa nó đi, mình để cây nó mau lớn. Cây chậu này của em á là chỉ có 7 ga lông thôi, là năm nay là cái chậu này là em không có để cho nó trái đâu. Có tùy cây mà 10 ga lông thì em cho nó trái, em cũng cho hoài cây cho nó ra trái để coi nó ra làm sao á. Có những cây nó ra 1-2 trái đó, cũng là cái chậu 7 ga lông á. Cây này á của em là trồng từ hạt hết á, chứ không có chiết, mận cầu em cũng không biết chiết nữa, toàn là trồng từ hạt hết á. Thì cái mận cầu na này nó rất là ngọt đó anh chị. Dạ yeah. Mà cô chú anh chị á mà về trồng nó mà thí dụ vào mùa lạnh á thì mình đừng tưới nước nó, mình cứ để yên nó đi, nó không sao đâu, nó không có chết đâu, nó còn không có rụng lá, nó còn mình mà tưới nước là rụng sạch lá và nó sẽ bị úng luôn á. Là chậu 8 ga lông của em nè cũng có một trái rồi đó, nó cũng có một trái bự rồi, cũng được bự rồi. Năm nay là em cũng để cho nó một trái đó. Và đây là trái nó nhìn nó rất là, một trái nó cũng rất là bự nha, nó cũng 11 ao mấy rồi. Đấy, ba em cầm trong tay này, trái này rất là bự luôn nha. Còn em phải bọc này lại nha, không bọc này lại thì mấy cái con đồ á nó chích vô á, mấy con rầy sáp này kia em chích vô. Đây em bỏ, em bón đây, em bón phân này nè, cũng là phân 14-14 á, em bón chung với phân này nè, em bón ba tháng em bón một lần, như là đầu mùa xuân á là mình bón nó đi để cho cây nó ăn. Vừa đậu trái á, thì em lại bón phân này nè, thì em bón á, là có nghĩa là em bón là khi mà em thấy trái nó bằng cái cổ tay là em không có bón phân nữa. Bắt đầu lúc đó là em sẽ là có cái vỏ chuối em ngâm á, để cho trái nó ngọt, với bỏ thêm Epsom salt nữa, là như vậy thôi. Xung quanh gốc cũng được, hoặc là mình làm được một cái lỗ mình thả nó xuống. Rồi nhớ là mình phải tưới nước, khi tưới phân là mình phải tưới nước nha, đặng thôi cháy rồi. Em rất cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video của em nha. Hẹn gặp lại những video kế tiếp em sẽ chỉ